Xuân Định, hot boy của Việt Nam Idol 2023. Phạm Xuân Định, 23 tuổi, hút fan nhờ điển trai, khả năng sáng tác, trình diễn, được Mỹ Tâm khen ở Việt Nam Idol 2023. Vào top 15 sau vòng nhà hát, Xuân Định nói, tôi hạnh phúc vì chặng đầu cuộc thi nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Xuân Định gây ấn tượng với giám khảo qua tiết mục Dành cho em, viết lại dựa trên nhạc phẩm của Hoàng Tôn, ở phần thi phát sóng ngày 25 tháng 8. Sau khi xem màn thể hiện của thí sinh, Mỹ Tâm dùng cụm từ không còn gì để nói, để nhận xét, khen anh mang đến tinh thần thoải mái cho người xem. Cô hoàn toàn đồng ý để anh vào vòng trong. Giám khảo Huy Tuấn cho biết màn đối đầu của Xuân Định và Hà An Huy tại vòng nhà hát khiến anh ấn tượng nhất. Hai tác phẩm của các em dù tái sinh từ bài hát của Hoàng Tôn nhưng có thể đứng độc lập. Anh nghĩ sau cuộc thi, hai em phải ra bài hát đơn này ngay, nhạc sĩ nói. Trên mạng xã hội, hình ảnh của Xuân Định nhận nhiều lời khen về ngoại hình hot boy, phong cách sân khấu cuốn hút. Các video trình diễn của thí sinh hút hàng triệu lượt xem. Xuân Định là con út trong một gia đình làm nông tại Thừa Thiên Huế. Anh cho biết thu nhập của bố mẹ khoảng 9 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng lúa. Vào năm 3 cao đẳng, do không có tiền đóng học phí, Xuân Định quyết định nghỉ học. Giọng ca trẻ nói, tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, phần khác muốn đi kiếm tiền thật nhanh để đỡ đần. Thời gian đầu tự lập ở thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Định làm nhiều công việc như dọn công trình thi công, phục vụ quán ăn. Vốn đam mê âm nhạc, anh mượn guitar đi hát tại quán cà phê nhỏ vào buổi tối, kiếm thêm thu nhập. Về sau, Định gặp được nhiều người cùng đam mê, đi diễn tại tụ điểm lớn hơn, sáng tác nhạc rồi bán lại. Thí sinh cho biết, đây là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa, giúp tôi hiểu hơn giá trị cuộc sống. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất đến nay là có thể tích góp tiền, gửi về quê giúp bố mẹ cải thiện cuộc sống. Khi Việt Nam Idol lên sóng, Xuân Định nói bố mẹ bất ngờ vì thấy con trai trên TV, diện mạo trưởng thành. Họ động viên, cổ vũ, giúp anh có thêm tự tin với quyết định theo đuổi nghề ca sĩ. Trong tương lai, Xuân Định muốn quay lại việc học dang dở, nâng cao kiến thức. Sau 2 tháng cọ sát, Xuân Định thấy bản thân thay đổi tư duy, rèn giũa sự tự tin. Trước đó, anh lo sợ không được khán giả đón nhận, bị chê nhạc. Trải qua các thử thách, lắng nghe góp ý của giám khảo và khán giả, Xuân Định nói đã tìm ra chìa khóa để chinh phục khán giả, đó là giữ tinh thần lạc quan, luôn hát bằng trái tim chân thành. Theo format, Xuân Định sẽ bước vào đêm thi thần tượng ngày 1 tháng 9, nếu giữ phong độ sẽ ghi tên vào vòng truyền hình trực tiếp. Thí sinh nhìn nhận để tạo dấu ấn cần phải biết tiết chế năng lượng, cảm xúc, cân bằng giữa rap và hát trong tiết mục. Về giọng hát, có thể tôi không thể bằng nhiều thí sinh nên phải tìm cách tạo khác biệt qua phong cách trình diễn, thần thái, ca khúc tự sáng tác, Xuân Định nói. Trở lại sau 7 năm ngưng sản xuất từ tháng 6, Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam gây chú ý với diện mạo mới, khúc dàn thí sinh trẻ trung, tài năng. Sân chơi là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh. Lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua 7 mùa tổ chức, chương trình từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vi, Quốc Thiên, Nguyên Linh, Ia Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.